Nghe nói ông đang tìm tôi đúng không? Có cần phải phân chia phần hồn ra nhiều như thế này không? Theo như những gì tôi được biết, toàn bộ những linh hồn này không có làm được bất cứ một chuyện gì cả trừ bản thể của ông. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, ông Sương bắt đầu hành động rồi mọi người. Ông ấy đã xuất hiện và thực hiện một nghi thức rất giống với lại nghi thức tách hồn mọi người. Nhưng những linh hồn đi ra từ ông ấy rất đông. Nếu như mình đếm không lầm, lên tới gần 40 linh hồn mọi người ạ. Mình vừa mới được thầy Hùng cho mình biết là hiện tại bây giờ mình phải bắt cho bằng được linh hồn của ông Sương. Chắc có lẽ là ông Lũ đã nói chuyện với ông Trung xảy ra một vấn đề gì đó và đã thực hiện truyền âm về cho thầy Hùng. Chứ lần trước mọi người nhớ là khi mình đi vào bên trong am thờ thì mình không cảm nhận được âm khí của ông Lũ. Và mình có hỏi thầy Hùng thì thầy Hùng nói là hiện tại ông Lũ đã đi gặp ông Trung để mà nói chuyện rồi mọi người. Và mình kể cho thầy Hùng nghe về những chuyện mình đã thấy. Đó chính là ông Sương đã xuất hiện. Thì lúc đó thầy Hùng nói với mình là hiện tại bây giờ mình không cần phải làm gì hết. Cứ án binh bất động để xem là ông Sương làm được gì. Thì mình vừa mới được thầy Hùng nói lại cho mình biết là hiện tại bây giờ mình phải bắt cho bằng được linh hồn của ông Sương. Thì mình nghĩ cuộc trò chuyện giữa linh hồn ông Lũ và ông Trung đã xảy ra sự mâu thuẫn rồi mọi người. Vì nếu như cuộc trò chuyện đó êm đẹp thì không cần thiết phải bắt ông Sương làm gì đâu. Cho nên hiện tại mình cũng đang rất là lo cho ông Lũ mọi người. Và tại sao mình có hỏi thầy Hùng á, là tại sao thầy có thể dễ dàng bắt được ông Sương mà sao lại là con mới bắt được ông ấy? Thì thầy Hùng nói là cái nghi thức mà ông Sương thực hiện vừa rồi chủ yếu là tìm mình. Vì khi ông ấy tách ra những cái phần hồn đó, những cái phần hồn của ông Sương chỉ có thể truy tìm hoặc là trinh sát cho mọi người. Ông ấy không có đủ thực lực để mà có thể điều khiển những phần hồn tách đó mà thực hiện nghi thức. Cho nên thầy Hùng nghĩ là chắc chắn một điều, ông ấy đang tìm kiếm mình. Mà nếu như đã tìm kiếm mình thì mình mới là người có thể bắt ông ấy được. Và thầy Hùng có nói với mình thêm một câu: ở trong nghi thức tiếp theo này, thầy sẽ không ra để mà tiếp tay hỗ trợ cho mình được, vì có một lý do gì đó khiến cho thầy Hùng không ra khỏi am thờ được mọi người. Cho nên tối nay mình sẽ đặt cược vào bên trong nghi thức này rất nhiều, mình đặt niềm tin vào trong nghi thức này rất nhiều mọi người, là mình sẽ cố gắng bắt cho bằng được linh hồn của ông Sương. Mọi người biết ông Sương là một người mưu mô xảo quyệt, cho nên mình cũng đã nghĩ ra một vài phương án dự phòng nếu có bất trắc xảy ra. Và video tối nay như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem nghi thức tối nay nha. Bây giờ
Mình sẽ bắt đầu thắp hương và thông báo cho thầy Hùng biết là mình chuẩn bị thực hiện nghi thức để bắt linh hồn ông Sương nha mọi người. Dù gì mình cũng thông báo cho thầy Hùng biết trước mọi người thời gian của mình làm. Dạ thầy ơi, hôm nay con qua đây để thắp hương cho thầy, cũng như là trình báo với thầy. Con chuẩn bị thực hiện nghi thức để bắt hồn của ông Sương đây. Con cảm ơn thầy vì đã đưa đường dẫn lối cho con ạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Con sẽ giữ cẩn thận cho bản thân của mình. Thầy cứ ở yên trong am thờ này nhé. Con chào thầy ạ. Bắt đầu thôi nhé mọi người. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Hiện tại trên người mình đang đeo bùa ẩn thân mọi người. Thầy Hùng có dặn dò mình là hiện tại ông Sương đã bắt đầu hành động rồi. Thì đi đâu ở bên trong chùa này, nhớ đeo bùa ẩn thân vào mọi người. Và mình có nói với thầy Hùng á, là mình chỉ sợ là ông Sương có thể nhìn thấy được mình khi mà mình đeo bùa ẩn thân. Vì thầy Hùng và ông Lũ vẫn có thể nhìn thấy được mình khi mà mình đeo bùa ẩn thân mà. Thì thầy Hùng có nói một câu: ông Sương tuy là mưu mô gian xảo, nhưng về thực lực chuyện này thì ông Sương không thể nào nhìn thấy được đâu mọi người ạ. Và mình tin đó là sự thật. Vì thầy Hùng chung một thời với lại ông Sương ở bên trong ngôi chùa này, cho nên có thể là thầy Hùng hiểu rõ nhất ông Sương thực lực như thế nào mọi người. Còn bây giờ thì xin phép tất cả mọi người, mình được bắt đầu thắp hương và thực hiện một số bước cần thiết cho nghi thức ngày hôm nay nhé mọi người.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phép đèn lu ly nhé mọi người. Lúc nãy mình có đổ bị dư dầu quá không vậy ta? Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở con mắt âm dương nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một số bước cần thiết cho nghi thức này nhé mọi người. Bây giờ sẽ là bước quan trọng nhất. Mình sẽ đốt bỏ đi cái lá bùa ẩn thân của mình. Về chuyện truy tìm ông Sương này cũng đơn giản thôi mọi người. Vì hiện tại ông ấy đang tìm mình mà. Cho nên tìm ông ấy tới đây, chuyện không khó mọi người. Mình sẽ đốt lá bùa ẩn thân đi nhé mọi người nhé. Mình cũng đã đốt xong lá bùa ẩn thân rồi mọi người. Bây giờ muốn ông ấy tới đây nhanh hơn bằng cách là mình sẽ thực hiện đọc một bài chú gọi hồn nhé mọi người, và cộng với gõ khánh mọi người.
Nghe nói ông đang tìm tôi đúng không? Có cần phải phân chia phần hồn ra nhiều như thế này không? Theo như những gì tôi được biết, toàn bộ những linh hồn này không có làm được bất cứ một chuyện gì cả trừ bản thể của ông. Vậy thì tới đây nào ông Sơn. Ông Trung, nghe tao nói này, tao không ngờ mày lại tới đây. Tao sẽ đưa thằng Hùng tới chỗ khác để nói chuyện với mày, giải quyết một lần cho xong. Chuyện ở đây tao giao lại cho mày nha. Được rồi, ông và thầy Hùng cứ đi đi. Chuyện ở đây cứ để cho con lo liệu à. Tất cả cũng đã đi rồi. Bây giờ tôi mới là đối thủ của ông đây. Linh, linh khí của mình đột nhiên nó bị rối loạn hết mọi người à. Thầy Hùng và ông Lũ, cũng như là ông thầy Trung, đã đi khỏi nơi này rồi mọi người. Mình không còn cảm nhận được âm khí của họ nữa mọi người à. Ông Sương,
thì mình đã nhốt vào bên trong cái gương rồi mọi người. Mình không biết mọi người lúc ban đầu có nhận ra hay không, nhưng đây chỉ là kế hoạch B của mình. Mình có đặt một cái gương ở đó đề phòng những chuyện bất chắc xảy ra, thì y như rằng kiếm gỗ đào không còn có tác dụng với ông ấy nữa mọi người. Nhưng không sao, may mắn là mình đã đưa ông ấy được vào bên trong gương rồi. Bây giờ chỉ việc giải quyết ông Trung thôi mọi người ạ. Nhưng chuyện này phải giao cho thầy Hùng và ông Lũ rồi. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này của mình. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong bài vị để ngồi thiền nữa mọi người. Chứ mình cảm thấy tự nhiên linh khí mà mình đã hấp thụ được đột nhiên nó bị rối loạn hết mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Mọi người hãy để lại ý kiến của mọi người ở phía bên dưới phần bình luận của video nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.